Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay lại em dâu mà Ngọc Từ Hạ chung ở chung với Hoa Hồng này và Hoa Mười Giờ. Mình có quay từ một tháng trước cho mọi người xem ấy. Em này một tháng trước thì cũng có ra ba ngó và mình ngắt đi, bảo là để cho em lớn nã. Và bây giờ thì em lại ra thêm ngó nữa mọi người. Đây, ngó này còn bắn rễ xuống là ra rễ rồi được. Nhiều ngó. Bây giờ thì thôi mình kệ, không ngắt ngó em đi nữa, kệ em, để cho em tự nhiên. Thế nên nha, mọi người mà trồng chỉ cần một cây dâu thôi mà khi đẻ ngó thì sẽ có rất nhiều cây dâu luôn. Đây, ngó. Ngó của ngó đây này. Gọi là nếu mà mình hấp đi thì để ngó nó to ấy. Còn không thì thành em cây này thì chăm để cho lớn cũng được. Xong thả em phát triển khá lớn. Hoa hồng này sẽ bị hoa 10 giờ với các dâu của mình ăn hết chất dinh dưỡng nên nó bông hoa bị tí. Đây hoa 10 giờ của mình đây, màu trắng và màu cam này. Màu hồng. Đây chắc cái lá này của em sẽ bị cào cào bé ăn rồi. Không thấy thủ phạm đâu, lại nhảy đi. Trốn đi chỗ khác rồi. Sâu lá già ở đây thì các em này là em là tự mọc ấy, không thường khô mình nên là ít khi mình để ý đến. Thỉnh thoảng mình ra xem. Hình như các em này gọi là sinh tồn tự nhiên. Khi nào bón phân thì cũng bón theo các cái cây này, này. Thì đến mùa ngó thì tha hồ cây để trồng. Ôi lại ồn quá, nhiều xe đi lại. Thôi mình dừng video ở đây nhá. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các video sau. Bye bye.